chuyên gia GTO Engineering của Ferrari tiết lộ việc tái hiện một trong những chiếc Maranello đẹp nhất tại Goodwood Revival năm nay. Chuyên gia Ferrari cổ điển của Anh, GTO Engineering sẽ tiết lộ chiếc thứ ba trong dòng sản phẩm tái hiện Ferrari cổ điển tại Goodwood Revival năm nay, được gọi là California Spider Revival. Dự án mới là phiên bản làm lại của một trong những thương hiệu được kính trọng nhất, 250 GTSWB California Spider, trong đó chỉ có 56 chiếc được chế tạo. Hoạt động giải trí sẽ chiếm vị trí trung tâm tại khán đài Over the Road của GTO Engineering tại Goodwood Revival năm nay và được sản xuất theo các tiêu chuẩn chính xác để phản chiếu bản gốc. Mỗi chiếc California Spider Revival sẽ được chế tạo bằng tay từ một chiếc xe của nhà tài trợ, sử dụng các bộ phận do GTO Engineering sản xuất. Công ty là một chuyên gia phục chế Ferrari nổi tiếng và hướng tới mục tiêu ngang bằng hoặc tốt hơn các tiêu chuẩn chất lượng của chiếc xe nguyên bản. Ví dụ, thân xe do Sciatti thiết kế mang tính biểu tượng sẽ được tạo hình thủ công từ nhôm tấm, sử dụng dụng cụ đặc riêng của GTO. Mặc dù tập trung vào tính xác thực, California Spider Revival cũng sẽ có khả năng tùy biến cao. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 3 phiên bản của Colombo V12 của Ferrari, từ động cơ 3.0 lít tiêu chuẩn đến động cơ 3.5 lít hoặc 4.0 lít nâng cấp. Hộp số 4 cấp ban đầu cũng có thể được thay thế cho một hạng mục 5 cấp và có thể chỉ định màu sơn ngoại thất riêng. Nội thất được bọc ra tùy theo lựa chọn của người mua. Với tùy chọn vô lăng bằng gỗ nhỏ hơn so với xe nguyên bản, toàn bộ quá trình xây dựng mất hơn 1.500 giờ công, tập trung vào việc nâng cao khả năng cảm thông xuyên suốt. Ví dụ, ngưỡng cửa của chiếc xe tiêu chuẩn được tăng cường để giảm độ uốn cong của cơ thể. Kết quả là sự tái hiện trung thực, được cải tiến một cách cẩn thận về một trong những chiếc Ferrari đường trường đáng mơ ước nhất trong lịch sử. Mark Leon, người sáng lập GTO Engineering, cho biết: "Thật thú vị khi có thể bắt đầu nói về phần bổ sung mới nhất của chúng tôi cho loạt phim Revival California Spider Revival. Nó là một trong những chiếc xe đường trường mang tính biểu tượng nhất của Ferrari từ những năm 60 và đó là thứ mà chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong những năm gần đây để phát triển. Tiếp nối thành công của các mẫu 250 SWB Revival và 250 TR Revival. Phản hồi từ các khách hàng của dòng Revival trước đây và mới đều rất đáng khích lệ và chúng tôi mong muốn được hợp tác với nhiều chủ sở hữu hơn để tạo ra chiếc xe mơ ước của họ. Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật cuối cùng và chi phí của một chiếc xe được tài trợ, giá cho California Spider Revival dao động từ 750.000 đến 850.000 bảng. Mỗi chiếc sẽ được chế tạo theo các thông số kỹ thuật của khách hàng, với những đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào cuối năm nay.